Công ty Tân Thanh là nhà sản xuất, cung cấp container và semi remote chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1994, chuyên thiết kế các giải pháp và sản xuất phương tiện vận tải hàng hóa theo nhu cầu của khách hàng và thị trường. Tân Thanh đã xây dựng được hệ thống nhà xưởng, trạm dịch vụ sửa chữa và chi nhánh nằm tại các thành phố cửa ngõ thương mại chính từ Nam ra Bắc như thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép, Phú Quốc, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn để luôn luôn sẵn sàng đồng hành và phục vụ khách hàng. Hàng năm, Tân Thanh cung cấp hơn 5.000 semi remote và container chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và quốc tế. Với triết lý kinh doanh luôn dẫn đầu về chất lượng, chúng tôi vinh dự là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015. Sự tin yêu của khách hàng là động lực giúp Tân Thanh phát triển và đạt những thành quả tích cực như nhiều năm liền là doanh nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm liền đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt, được đồng hành cùng các doanh nghiệp vận tải tên tuổi trên cả nước và quốc tế là niềm vinh hạnh của đội ngũ hơn 600 nhân sự đang làm việc tại công ty Tân Thanh. Mẫu mã các phương tiện vận chuyển hàng hóa, container, semi remote được Tân Thanh cập nhật và thay đổi liên tục để đáp ứng nhu cầu phát triển, cạnh tranh của thị trường vận tải trong nước và quốc tế. Trong mỗi buổi giao lưu, trò chuyện trước và sau bán hàng, chúng tôi chú ý lắng nghe tâm tư, trăn trở của khách hàng để từ đó nghiên cứu, thiết kế giải pháp cho các bài toán vận chuyển hóc búa, sản xuất các sản phẩm không chỉ chất lượng, an toàn, bền bỉ, tải trọng cao mà còn có khả năng sinh lời, xoay vòng vốn vượt bậc so với các đối thủ bằng cách kết hợp với các giáo sư trường Đại học Bách Khoa, chọn lọc những kỹ sư giỏi, sáng tạo, đầy nhiệt huyết để làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ. Công ty Tân Thanh đã rèn luyện được đội ngũ kỹ sư người Việt chất lượng quốc tế. Vì vậy mà công ty Tân Thanh là nhà thiết kế và sản xuất thiết bị vận tải hàng hóa có mẫu mã đa dạng nhất Việt Nam như semi remote xương, sàn, cổ cò, bửng, semi remote siêu trường, siêu trọng, semi remote tự nâng hạ Hama Side Loader, semi remote bánh đơn, trục rút, khung ben container tự đổ, container cánh dơi, hệ thống chống khóa phanh ABS, v.v. Công ty Tân Thanh áp dụng chặt chẽ các phương pháp quản lý chất lượng ưu việt như 3M, 6 Sigma và 7 WC trong việc quản lý các nhà máy sản xuất để đưa đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao nhất. Việc kỹ lưỡng đánh giá nhà cung cấp, kiểm tra và thẩm định chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào cũng như kiểm tra chất lượng ở từng công đoạn trước, trong và sau khi hoàn thiện không bao giờ được đánh giá thấp tại Tân Thanh. Để có một sản phẩm lưu thông trên thị trường, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều công đoạn, trong đó có các công đoạn chính như gia công cơ khí, sử dụng thép cường lực nguyên khối, semi remote được phun bi làm sạch bề mặt, sau đó sơn hai lớp và được hấp nhiệt giúp bề mặt sơn đẹp và bền. Hoàn thiện các chi tiết phụ kiện như trục, phanh, điện, vỏ được lắp vào semi remote ở công đoạn này trước khi xuất xưởng. Đầu tiên là kế hoạch sản xuất, tiếp đến là gia công cơ khí. Tân Thanh sử dụng thép cường lực nguyên khối lắp ghép chuyên dùng trong sản xuất semi remote. Dầm chính được sản xuất từ thép thanh hợp kim cán nóng, hàn tự động bằng phương pháp hàn hồ quang chìm. Các chi tiết khác sản xuất từ thép SS400 được cắt, chấn, gá lắp, hàn bán tự động với khí bảo vệ. Lớp khung là công đoạn đầu tiên. Tất cả các chi tiết được lắp ráp để tạo thành một chiếc semi remote cơ bản. Ngoài dầm chính, các hệ thống điện, phanh còn có các chi tiết như ắc kéo, sử dụng ắc kéo 2 inch hoặc 3.5 inch mang thương hiệu Fuwa, T-Bend Mock 20 feet, T-Bend Mock 38 feet, 40 feet, T-Bend và hệ thống bơm, dây thủy lực, chân chống Fuwa 28 tấn, 2 cấp dẫn động đồng thời. Semi remote được phun bi làm sạch bề mặt theo tiêu chuẩn SA 2.5. Việc chuẩn bị bề mặt kim loại trước khi phun sơn là điều cực kỳ quan trọng. Nếu bề mặt được chuẩn bị tốt thì màng sơn sẽ bám dính tốt, từ đó nâng cao được tuổi thọ và chất lượng của màng sơn. Các công đoạn sơn lót, sơn phủ luôn được chú trọng và được hấp nhiệt sau mỗi lớp sơn để bề mặt sơn đẹp, mịn và bền bỉ theo thời gian, giúp sản phẩm chống chọi tốt với thời tiết khắc nghiệt cũng như quá trình di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài. Hệ thống trục của các semi remote Tân Thanh được nhập từ chính hãng cũng như tuân thủ theo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chúng tôi có các semi remote 2 trục, 3 trục, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường vận tải trong và ngoài nước. Hệ thống phanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong bất kỳ một chiếc xe nào. Nó giúp xe giảm tốc độ hoặc dừng lại một cách an toàn. Hệ thống phanh semi remote bao gồm đường ống dẫn động khí nén điều khiển, đường ống dẫn động khí nén nối bình chứa với van điều khiển và búp sen 2 tầng. Búp sen 2 tầng được nhập khẩu chính hãng. Hệ thống điện và đèn tín hiệu semi remote được lắp đặt sử dụng điện 24V, bao gồm ổ nối điện là loại 7 cực, hộp tiếp điện theo tiêu chuẩn quốc tế, đường dây điện chính 7 lai,
đường dây điện nhánh 4 line, đường dây điện nhánh 2 line, đèn trước, đèn hông, đèn sau, đèn bảng số, loại đèn LED. Lắp vỏ semi remote, lắp đúng quy cách, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Sử dụng mâm nhập khẩu loại 10 lỗ tắc kê. Sử dụng vỏ Kasumina Việt Nam sản xuất, lắp tương ứng với 3 loại mâm trên. Kiểm tra semi remote xuất xưởng, tất cả các hạng mục như dầm chính, ắc kéo, dàn treo, trục, phanh, mâm, vỏ sẽ được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn tuyệt đối trước khi vận hành của semi remote. Chưa dừng lại với những trang thiết bị hiện đại đang có, trong năm 2017, Tân Thanh còn đầu tư dây chuyền sơn tĩnh điện trị giá hơn 20 tỷ đồng, đầu tư mở rộng nhà xưởng lên 5.000 m2, đồng thời phát triển hệ thống rộng khắp cũng như tập trung đầu tư vào thị trường Myanmar và Campuchia. Với mục tiêu phát triển bền vững, Tân Thanh đã và đang chung tay cùng cộng đồng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các hoạt động cộng đồng được chúng tôi thường xuyên triển khai như tặng xe cứu thương cho bệnh viện quận Thủ Đức, bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, trao nhà tình thương cũng như luôn đồng hành và san sẻ bớt rủi ro đối với khách hàng. Với quyết tâm vươn ra biển lớn, công ty Tân Thanh sẽ trở thành người bạn đồng hành trong suốt hành trình phát triển của doanh nghiệp vận tải và là bạn đồng hành đáng tin cậy của các tài xế semi remote trong và ngoài nước.